Xin chào cả các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về thiết bị VHF cầm tay. Trước tiên là mình sẽ bật nó lên. Đây chính là nút nguồn. Mình bấm nguồn này một cái thì nó sẽ lên. Đó, và VHF này đang hoạt động ở trên kênh 67. Bây giờ mình muốn nó hoạt động ở trên kênh 69 thì mình sẽ chuyển sang kênh 69 để cho nó đồng bộ với VHF cố định điện. Đó, mình tăng lên và giả sử mình muốn khóa 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 bàn phím lại để tránh nó nhảy lung tung thì mình sẽ bấm phím lock này, HL này. Ấn giữ. Đó. Thì ở đây cái biểu tượng chìa khóa nó xuất hiện trên màn hình, tức là bàn phím nó đã bị khóa rồi. Mình bấm nó sẽ không hoạt động được. Đấy, mình tăng kênh giảm kênh nó sẽ không hoạt động được. Còn mình mở khóa thì mình cũng ấn giữ nút phím lock ấy. Nó cái biểu tượng chìa khóa nó mất thì bây giờ mình tăng kênh giảm kênh được. Đó. Đó. Mình khóa nó lại. Rồi. Bây giờ ví dụ mình muốn liên lạc từ VHF cầm tay với VHF cố định kia thì mình sẽ bấm giữ cái VHF cầm tay cái nẫy này và mình nói vào micro đây. Mình tăng cái âm lượng của cái VHF cố định này. Đó, bây giờ giả sử mình sẽ nói. Mũi nghe được không? Các bạn nhìn cho kỹ. Mũi nghe được không? Nghe tốt không? Đó. Và giả sử bây giờ trên VHF cố định như trả lời VHF cầm tay ạ. Mũi nghe tốt nhá. Mũi nghe tốt. Mũi nghe tốt. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ tắt tắt nguồn thì mình sẽ ấn nút nguồn. Nó được. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này của mình và mình chúc các bạn thành công.